Hi, Ồ. chào Bình Dương, chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Nãy giờ bận tay, cái là trước Dạ. nghe nhưng đang bận tay thì không tham gia được, thì mình Dạ. cũng xin Không tham ảnh. gia vài ý kiến tâm sự thôi. Dạ rồi. Bạn AQ, tôi thì nãy giờ nghe anh Cầm cũng nói chuyện về trước 75, thì tôi cũng nói thật với bạn thế này, tôi tâm sự với bạn để cho bạn hiểu cái cuộc sống trước 75 và tại sao chúng tôi có những cái ý thức là không đồng ý với cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa và chúng tôi yêu cái chế độ là do người Cộng sản lãnh đạo. Thì tôi nói với bạn thế này, anh Nguyễn Cầm hồi nãy cũng nói với bạn nghe về cái bót hàng keo đó, thì đây là nhân chứng sống nha. Bố tôi đó vào trong đó chỉ cần một tuần lễ thôi mà may mắn bố tôi bị bắt vào thời điểm năm 1964. Chứ nếu sáu vào năm 1963 luật 10 năm 9 thì ba tôi đó cũng thử cái máy chém đó còn nó có bén không cái đầu của ba tôi. Chỉ trong vòng một tuần thôi là cha tôi là đã phải ký vào hồ sơ, mặc dù không phải là Việt Cộng, đã ký vào hồ sơ là xác nhận mình là Việt Cộng. Đó. Cái thời điểm đó tôi nuôi ba tôi tại Bó Hàng Keo tôi biết mà. Và mặc dù trong trại giam ba tôi đã ký hồ sơ là Việt Cộng. Nhưng mà cảnh sát, những người cảnh sát là đến nhà tôi đó, chủ một cái lò sát sinh ở Gò Vấp, chủ công Si Heo gọi theo tiếng trước miền Nam là cái chỗ chợ Gò Vấp, đi thẳng vào có con đường lớn đi thẳng vào đó là gần cuối cái ngã ba đó là cái công Si Heo nằm đó, là bắt ba tôi vào đêm đêm đó thì chỉ trong vòng một tuần lễ sau thôi. Nhưng mà nhà má tôi thì không không biết ba tôi đã ký hồ sơ là Việt Cộng. Thì cảnh sát quốc gia cứ đến, chị cứ đưa tiền cho bọn em đi, bọn em sẽ lo cho anh. Nhưng mà thực tế là ba tôi đã ký hồ sơ trong trại giam. Đến khi ngày ba tôi được thả về đó, cũng may mắn là nhờ là có một sự quan hệ là của ba tôi là với ông anh họ đó, là con một tỉnh trưởng, con rể của một tỉnh trưởng, viết thư tay xuống tổng nha cảnh sát, cho nên cha tôi được thả. Và khi về nhà đó, ông tâm sự, ông nói là cứ 12 giờ đêm là đem lên để tra tấn ba tôi, nói là những cái hình mà bạn xem ở, nếu bạn có được cái dịp về Việt Nam đó, bạn đến cái đường Võ Văn Tần, cái chỗ mà ngày xưa dùng cái từ là chiến tích tội ác của Minh Ngụy đó, thì bạn đến bạn xem những dụng cụ tra tấn đó thì ba tôi đều hưởng được hưởng hết đó. Và khi mà cái lời nói của Đào Minh Quân đó, nói về người Cộng sản, tôi thấy rất là buồn cười mà tôi nhạy cảm lắm cái từ này. Đối với Cộng sản, không có đánh cho có đánh cho chừa. Đây thực tế là cái câu châm ngôn của cảnh sát quốc gia. Cảnh sát quốc gia Ngụy, cái thời xưa, ở chỗ bót Hàng Keo, là cái bót này là cái bót ác ôn, ác còn hơn là tổng nha cảnh sát luôn. Đó, tôi nói bạn đó tại sao tôi thù cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là vậy đó. Đó, mặc dù ba tôi biết mà, tôi sống trong gia đình tôi biết mà. Ba tôi không không phải là người Việt Cộng sản, nhưng vào đó chỉ một tuần thôi trở thành người Cộng sản. Mà sau khi tha rồi đó, về sau này luật đông đông quân bắt lính, ba tôi cũng bị bắt lính đi tham gia là quân dịch đó. Là có nghĩa là tham gia là ngụy quân đấy. Tôi nói cho bạn nghe đó là về cái chế độ. Cái thứ hai đó về học sử ở miền Nam á, như hồi nãy là các bạn cứ tranh luận nhau cái câu là người Việt Nam đánh sang Trung Quốc, thì mình nói cái tiếng Việt á, nó phải rõ nghĩa là người Việt Nam đánh sang Trung Quốc, chứ ta không nói là Việt Nam đánh sang Trung Quốc được. Dạ Đó. đúng rồi. Người Việt Nam trong cái thời kỳ là Lý Thường Kiệt á, tôi Dạ. nói bạn đây là một cái kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời của tôi, là tôi có một thầy giáo sư gọi là ở miền Nam á, gọi giáo viên cấp 2, cấp 3 ở xứ Mỹ này mình gọi là middle school hoặc là high school á, là ông này ông giảng cho chúng tôi đến cái thời điểm là đời Lý đó, đời Lý. Lý Thường Kiệt đề nghị vua là tấn công trước khi là Trung Quốc mở cuộc tấn công vào Việt Nam, vào là xứ sở chúng ta, thì tấn công qua là hơn, thầy giảng là lúc bấy giờ là hơn 20 km. Chúng tôi là học sinh trung học lúc bấy giờ là chúng tôi thấy là hào hởi lắm, phấn khởi lắm, mà chúng tôi không phải là vỗ tay. Thầy giảng cái lời của thầy giảng trần thuyết rất hay, mà chúng tôi vỗ bàn, Dạ anh ấy nói mà em ra vô liền nha anh. chúng tôi vỗ bàn gây gây cái tiếng ồn. Thì ngày xưa tôi học, tôi cũng nói với bạn là tôi học trường công lập,
tôi được may mắn là khi mà thi thi đệ thất công lập từ lớp nhất, có nghĩa là lớp 5 ngày nay đó, là tôi đậu vào là trường trung học công lập, tôi học là trường công. Thì trường công nó có họ họ có giám thị, họ có giám thị. Thì khi mà nghe ồn ào ở cái lớp tôi, giám thị có đi ngang xem, và cũng chính vì hành động của chúng tôi như thế, thầy giảng sử dạy sử của chúng tôi môn sử địa đó, thầy chắc theo chúng tôi, theo là thông báo của ban giám hiệu thì thầy thuyên chuyển trường khác, nhưng mà tôi nghĩ là cho nghỉ nghỉ dạy vì kích động, cái gọi là khơi khơi gợi lên cái lòng yêu nước của chúng tôi. Thì ban giám hiệu nhà trường, trường của là Ngụy Quyền mà, sợ là khơi gợi cái lòng yêu nước của chúng tôi đối với chế độ, cho nên là thầy bị là cho thôi việc đó. Tôi nói bạn vậy, hồi trước 34 như thế, chúng tôi học như thế, và cái lịch sử của miền Nam Việt Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi không học được, không được học là cái chiến thắng Điện Biên Phủ, để đưa ra từ chiến thắng quân sự đẩy ra cái cuộc ngoại giao là Hiệp định Genève, mà chúng tôi chỉ được học là ngày Quốc hận 20 tháng 7 năm 1954 là chia đôi vị tuyến, mà chúng tôi không được học là sau đó chúng ta phải có cái hiệp thương năm 1956. Đây là nói cho bạn rõ cái lịch sử, cái thời đại mà không gian phẳng rồi. Thì ta nói tâm sự thêm để cho bạn hiểu. Và xuyên suốt cái quá trình sau đến cái thời điểm năm 3, 30 tháng 4 năm 75, bạn có biết là người cộng sản giành giật từng con người của chế độ cũ để lại. Bạn có biết ở Sài Gòn là nói là ổ mại dâm là đầy Sài Gòn, đầy Sài Gòn. Và ba quầy ba, những cái snack bar nha, chứ không phải bar như mình ở bên này là mình vô mình uống rượu rồi mình ngồi mình nghe nhạc đó, hoặc là xem channel ở bên này, xem football đó. Ở bên đó khi mà, bởi vì thằng Hùng Lân nó nói chuyện là không có dancing thì nó là một thằng dốt. Nó cái tới thời điểm mà năm 75 nó mới có 10 tuổi, vào thời điểm năm 72 73 thì nó lúc bấy giờ nó mới 7 8 tuổi, nó đâu có nhìn được cái đường Nguyễn Văn Thoại, cái đường Võ Tánh. Đường Nguyễn Văn Thoại bây giờ là đường Lý Thường Kiệt, rồi cái đường Võ Tánh là cái đường là Phan Đăng Lưu, bây giờ ở chỗ gần gần nhà anh Cầm là trục đó là Street Bar không. Chưa kể là ở ngoài Sài Gòn ngay cái chỗ là Đồng Khởi ngày nay, bây giờ ngày xưa là đường Tự Do đó, đó những cái trục đó. Tôi nói với bạn là nó đầy dẫy những bất công xã hội, nhưng mà thực tế là cuộc sống bây giờ là sống nhờ vào sự viện trợ của là Hoa Kỳ. Nhưng khi Hoa Kỳ rút đi rồi, cuộc sống ở miền Nam ra sao? Mấy ông cứ dựa vào cái điều kiện là theo cái tiếng gọi là viện Sài Gòn là Hoàng Ngọc Viễn Đông, xin lỗi. Nếu so thì sau khi mà Hiệp định Paris được là ký kết thì Sài Gòn sụp đổ ngay lập tức, với cái nền kinh tế không có một xuất khẩu. Bởi vì ở đây tôi nhiều khi tôi nói chuyện với một số anh bạn ở đây, nói chứ mày ăn cơm là quốc gia, mày thờ ma cộng sản. Tôi mới hỏi ngược lại các anh bạn đó, thế bây giờ các bạn chỉ cho tôi thấy cái hạt gạo quốc gia cho tôi xem. Ở miền Nam lục tỉnh, 6 tỉnh là miền Tây Nam Bộ, đó Nam là đồng bằng lúa phì nhiêu như thế, ta có xuất khẩu được một hạt gạo nào? Mà các bạn xem bây giờ, các ông xem lại đi, đến nay người Việt Nam sản xuất như thế nào, xuất khẩu gạo ra sao? Các anh nói các anh không 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 là có những cái biện chứng, mà tôi nói biện chứng cho các anh nghe. Các anh đòi chống cộng sản, chống cộng sản mấy anh nói là cộng sản ngu dốt, cộng sản không hiểu được lịch sử. Thì tôi nói với AQ và các anh em bạn đây, tôi cũng nói thẳng với mấy anh đó, các ông nó dốt lắm. Mấy ông biết đó là người cộng sản là rất hiểu về lịch sử Việt Nam, và họ áp dụng một cách rất là tốt, rất là tốt. Đây tôi dẫn chứng cho mấy ông nghe này. Các ông có thấy là cái cuộc tổng tiến công là Mậu Thân năm 68 không? Các ông có thấy, các ông có hình dung được cái cuộc tiến công thần kỳ của Vũ Quang Trung 5 ngày 5 đêm để tiến ra Thăng Long đánh với là Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống và quân Trung Quốc lúc bấy giờ là ông là Tôn Sĩ Nghị á. Đó. Tôn Sĩ Nghị phải chui vào ống đồng mà chạy trở về Trung Quốc. Ngược lại, tiếp tục đến thời điểm là năm 1977 78. Mặc dù là thằng
Campuchia nó đánh Việt Nam suốt dọc cái biên giới với Việt Nam. Đấy. Nhưng mà người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ không khát máu, họ không hiếu chiến, họ chỉ muốn giữ gìn hòa bình cho đất nước quê hương để sản xuất, để nuôi lại cái cuộc sống cho bà con, vực lại cái cuộc sống là ấm no an lành cho bà con. Tổ chức quân đội, tổ chức là đánh tụi Pol Pot ra xa khỏi biên giới 15 đến 20 km, áp dụng theo chiến thuật của là Lý Thường Kiệt đó, để cho bà con dọc biên giới cấm trông. Cái thời điểm đó là chắc không biết, bạn không biết là bạn ở đâu. Rồi tôi nói với bạn đó là khắp cả miền Nam đó, che là vuốt trông đi cấm biên giới cho những bà con ở biên giới đó. Áp dụng về xử người cộng sản áp dụng rất hay. Và ngay chính như bây giờ tôi nói cho bạn nghe là cái vụ mà bạo động ở là Bình Thuận vừa rồi đó, để cho thế giới thấy. Mà ngay chính đây tôi cũng hiểu cái ý định đó, cho nên là tôi cũng cho các bạn Mỹ, các bạn làm Mỹ rồi luôn cả Myanmar ở trong hãng tôi coi, cho coi cái cuộc bạo động đó. Thì họ lên tiếng: ủa sao cảnh sát ở xứ mày nó hiền quá vậy? Nó ừ, dân tao nó quậy lắm, dân tao nó quậy lắm, để cho thế giới thấy cái dân chủ, cái dân chủ ở Việt Nam nói chung là để cho các anh làm cho hết đi, rồi sau đó ta sẽ có những cái biện pháp giải quyết cái sự việc đó sao. Thế AQ có thấy là cái ảnh hưởng sau khi cái cuộc bạo động đó, bà con mình là thanh long xuống giá, nước mắm thì đó, có những diễn đàn kêu gọi là mua thanh long, mua nước mắm đi. Nó làm ra là có những cái thiệt hại về kinh tế cho bà con mình, dại lắm. Và tôi cũng thường xuyên là được là Bình Dương nè, anh Cầm Nguyễn nè, rồi một số là, như Tân Hữu nè, một số là anh chị em là dẫn tôi đi vào những cái diễn đàn của bọn là chống cộng cực đoan ở trong nước, có dân chủ cụi có. Tôi thấy họ có những cái lập luận tôi thấy rất là buồn cười, rất là ngờ nghịch. Tôi thấy như cái giống mà của cái gì nói về hiến pháp. Thế bây giờ thì các bạn cứ tuân thủ theo hiến pháp đi, các bạn cứ nói nửa vời, không ai trả lời tôi hết, đâu có dám cho tôi lên diễn đàn. Tôi thấy có những cái là biểu tình, cái biểu tình nó có hiệu quả không? Xin lỗi, nếu bạn biết, bạn hỏi, có thể là bạn mới 45 tuổi thì bạn về bố mẹ bạn chắc cũng được 60 mấy 70, rồi bạn về bạn hỏi bố mẹ bạn đó, trong những cuộc biểu tình ở miền Nam vào năm 71-72 chống luật là đôn quân bắt lính của các anh chị em sinh viên học sinh Sài Gòn, Sài Gòn Gia Đình, các bạn thấy là cái cuộc biểu tình nó ra sao? Họ chỉ ngồi tại chỗ biểu tình tuyệt thực, ngồi tại chỗ chứ không phải bạo động là tấn công cảnh sát đâu, thì đã được ăn hai đầu là concertina. Tôi nói cái chữ concertina bạn hiểu là hàng rào kẽm gai bích hai đầu, lũ đánh khói ném vào, nước vào rồng, cảnh sát giải chiến dùi cui dưới là ma trắc, dưới là khiên tấn công bánh đấy. Lực lượng sinh viên học sinh là chịu ăn đòn kiểu đó, chứ không phải như họ cầm gạch đá là tấn công là cảnh sát đâu đấy. Đó, tôi nói cho bạn thấy là cái sự đàn áp của chế độ Việt Nam. Mà tôi xuyên suốt cả quá trình đó, tại sao tôi ghét, tôi không thích cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa lãnh đạo của quốc gia mà người cộng sản. Tôi nói với bạn nghe, đây là cái tâm sự của tôi nha. Tôi nói với bạn nghe là vào năm 1934-75, bạn thấy là như nãy tôi đã nói cho các bạn nghe là ổ điếm dòng Sài Gòn. Cái đó là tôi nói là Street 3 nha. Đây là ổ điếm nè, tôi nói cho bạn nghe. À, là anh Cầm mình cũng biết nè. Ngã 5 Chú Ý nè. À, ngã 3 Chú Ý nè, ngã 5 Chuồng Chó nè. Không? Rồi Lê Hồng Phong nè. Đó là cái chỗ dạy Ba Ta đó. Không? Đời, có một số anh chị là lớn tuổi biết này. Rồi hẻm số 2 là trước cửa Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh đó. Ngày xưa nó gọi là biệt khu thủ đô đó. Biệt khu thủ đô đó. Câu câu lạc bộ Mai Anh đó. Lan Anh hay Mai Anh gì đó. Đó. Tôi nói đó, những cái ổ điếm mà được cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những ông quận trưởng đó, chi cục cảnh sát quốc gia bảo trợ, nó công khai đó, tôi nói cho bạn biết. À, cho nên là
hiệu quả hay không hiệu quả hả? Tôi nói thế này nè, là không có hiệu quả gì cả mà người lãnh đạo quốc gia, luôn cả lãnh đạo tỉnh là Bình Thuận đó, họ để cho thế giới thấy cái nhân quyền của Việt Nam đó. Bạn không có hiểu đó là nghệ thuật. Đó là nghệ thuật. Đó là nghệ thuật đó, IQ. Đó là nghệ thuật. Chứ thử sau ngày 10 tháng 6 gì rồi đó, đố một tuần lễ sau, đố ai dám ra biểu tình nữa. Tôi nói cho bạn biết, không thể nào có một cuộc biểu tình nào nữa lần thứ hai xảy ra, để cho thế giới, cũng chính là bọn là phản động ba que, rồi luôn cả cái bọn mà dân chủ cùi ở trong nước, nó phốt lên thế giới. Nó, về cái mặt của tụi nó thì tụi nó tuyên bố là nó thắng, rào xung quanh thế giới là tấn công là thắng. Nhưng mà với lãnh đạo Việt Nam thì đó là một nghệ thuật, cho tụi bay phốt lên để cho thế giới thấy là đất nước tao nó có dân chủ dân quyền không. Đấy. Cho nên là bạn phải hiểu được cái nghệ thuật, phải nghệ thuật, nghệ thuật của lãnh đạo của người cộng sản, chứ không phải là họ thua đâu. Nói với cái lực lượng đó, nếu mà tấn công như Thiên An Môn, một đại đội mà trang bị vũ trang đầy đủ, thì tấn công dẹp một cái một. Nhưng mà họ không tấn công làm như vậy. Vì sao? Đó là những người là thiếu hiểu biết, bị kích động bởi bọn xấu, cho nên họ vẫn là người Việt Nam, để cho họ thấy nhà nước là nhân nhượng cho họ như thế nào. Thì sau đó các anh chỉ cứ làm rồi xong rồi phá tan hoang vậy đi, rồi sau đó sẽ mời lên làm việc từng người một. Cho nên là kinh tế bị ảnh hưởng như vậy, hiệu quả biểu tình có đạt không? Theo ý đồ của bọn xấu là nó đạt, nhưng mà cũng làm cho một cái là hiệu quả phản biện. Cái hiệu quả này có nghĩa là nếu bạo động thì nền kinh tế sẽ đi xuống, thì người dân sẽ thấy, người ta chứng minh cho rõ vấn đề đó rồi. Thanh long đi xuống, giá đi xuống, nước mắm xuống được, thì bà con bây giờ có nên theo nó hay là theo người dưới sự lãnh đạo của người cộng sản? Cái đó là thấy rõ nhất, nên chắc chắn đó là rõ rồi. Yeah, đúng rồi. Xin lỗi Tyson, thì tại vì đây là cái tâm sự của mình, thì mình thấy tình hình như vậy thì mình tâm sự thôi. Bây giờ trở ngược lại, ta nhìn lại cái lịch sử của ta ngày 30/4/75, thì bây giờ ta nói thế này là cái thời điểm đó là giải giáp hơn 1 triệu là ngụy quân, những ổ điếm. Bây giờ những người này trong chiến tranh họ không được đào tạo nghề ngỗng gì cả, mà đất nước thì cần xây dựng. Thế thì người cộng sản làm gì? Một số anh em sinh viên học sinh đã lên đường vào tháng 10 năm 75, đi khai hoang những vùng kinh tế mới xung quanh thành phố Hồ Chí Minh thôi nghe, xung quanh Sài Gòn đó. Và tôi cái này tôi kể cho bạn nghe rồi bạn mới thấm thía cái cuộc sống của là dân tộc mình, rồi bạn mới cảm thấy yêu thương. Một số lực lượng là anh em sinh viên học sinh là lên đường vào tháng 10 năm 75 để đi xây dựng vùng kinh tế mới xung quanh thành phố mình đó. Thì sau đó tiếp tục 11 tháng 3 năm 1976 là một số sinh viên học sinh nữa tiếp tục lên đường để theo mấy anh là bộ đội đó, công binh đó, đi rà bom mìn xung quanh thành phố Hồ Chí Minh mình thôi. Chứ không phải xa đâu nghe. Bạn chỉ cần bạn đi xuống cái cây da xà, chỗ Đại Phú Lâm, bạn đi xuống cây da xà, bạn đi xuống Lê Minh Xuân, hoặc là bạn đi xuôi về Hóc Môn, bạn đi lên chỗ Tam Tân, Thái Mỹ, qua khỏi Hóc Môn, rồi đi lên tới là Củ Chi, bạn thấy là bom mìn ở đây. Rồi người ta phải quy hoạch những cái vùng để tổ chức là sản xuất. Tổ chức sản xuất. Rồi đến bây giờ đó là khởi bước ban đầu. Sau đó vào ngày 28 tháng 3 76 là cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, tức chú Sáu Dân lúc bấy giờ là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đấy, kêu gọi thanh niên trong cái độ tuổi là lao động là lên đường xây dựng đất nước, xây dựng quê hương. Bạn biết là 10.000 thanh niên đứng tập trung tại là sân vận động Cộng Hòa, ngày xưa bây giờ là sân vận động Thống Nhất, lên đường. Mà lúc bấy giờ thì trong cái lực lượng đó có cả ngụy quân,
luôn cả sinh viên học sinh, luôn cả là chị em gái điếm. Tôi xin lỗi các anh chị nếu các anh chị có rơi vào trường hợp đó, tôi xin lỗi. Chứ ngay trước mắt tôi, đại đội tôi, đại đội tôi là có hai ba chị em đó, mà các chị em này là bị nghiện scare luôn ngay cái đêm đầu tiên. Là tại vì khi đêm vào đêm 27 tháng 3 tập trung tại quận huyện, thì đến ngày 28 làm lễ là coi như 2 ngày không không vô cử, cho nên là họ tới cử đêm hôm đó là họ bị giật giã. Mà may mắn trong đại đội tôi là có hai anh này là cũng lớn tuổi rồi, lúc lớn tuổi so với tôi, lúc thời điểm đó là năm 76 là hai anh này là khoảng độ 26 27 tuổi. Hai anh này là quân y chiến trường của quân ngụy, các anh biết cắt cơn cho hai trường hợp ngay trong đêm đó, ngay trong đêm. Rồi từ từ là các anh là điều trị, mà đại đội cũng biết. Mà tôi nói cho bạn nghe chứ, trong đại đội tôi là hạ sĩ quan đông lắm, cỡ mấy trung sĩ nhất là bạn bè tôi là vào đó chơi rồi làm việc rồi, chúng tôi là quen biết nhau rất nhiều, nên là cái cuộc sống là chúng tôi cũng hiểu rồi, thông cảm với nhau. Và tôi nói với bạn nghe chứ hả, giành giật từng con người. Chúng tôi ban ngày đi làm, tôi nói cho bạn nghe cái tình hình xã hội miền Nam trước ngày 30/4 để bạn thấy được cái viễn cảnh, cái hình cảnh là sáng lạng của sau 30/4. Bạn biết chúng tôi ban ngày đi làm, ban đêm 7 giờ tối là mấy anh chị em một là binh sĩ, hạ sĩ quan, luôn cả những chị mà hoạt động mại dâm trước 75 phải đốt đèn dầu. Chúng tôi dạy học không biết chữ nữa nha. Tôi nói cho bạn thấy là người cộng sản tổ chức đào tạo giành giật từng con người của chế độ cũ để lại. Họ có những sai lầm trong quá khứ nhưng mà vẫn có thể giáo dục họ được. Cho nên là những cái là ở đây tôi gặp một số anh em đó, là nhiều khi nhìn tôi thì tưởng tôi trẻ, thì nói tuyên bố tôi là 18 năm 17 năm sống với chế độ Việt Nam Cộng Hòa thế này thế nọ. Nói, tôi nói xin lỗi chứ bạn biết gì chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi tôi nói chuyện xong nó, ủa sao không biết nhiều nữa? Chứ bạn tưởng tôi trẻ à, tôi lớn già tuổi hơn bạn ấy. Bố tôi biết các bạn là có những cái là cay đắng. Vì sao? Vì bố bạn trung tá, bố bạn đại tá, có hưởng những cái đặc ân của chế độ cũ. Các bạn sống phè phỡn, bạn đi học bạn có điểm dư, tôi là không có cái điểm là hỗ trợ. Các bạn mất hết những cái quyền lợi đó, cho nên các bạn cay đắng. Cho nên là các bạn phải nên suy nghĩ lại thực tế. Bây giờ các bạn nói là cộng sản với gian tham, tôi đề nghị với bạn, tôi vẫn còn quốc tịch Việt Nam, tôi vẫn có thể liên lạc với lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Bạn yêu cầu đi, bạn chỉ cho con người cụ thể, sự việc cụ thể đi. Tôi sẽ gọi lên lãnh sự quán tôi báo. Bạn chỉ đi, bạn nói quan tham, bạn chỉ có xem những cái báo ở Việt Nam thông báo lên bắt những quan tham. Đó là gì? Đó là những hình thức là người ta làm trong sạch nguồn máy, người ta làm công khai chứ người ta không có giống. Bởi vậy là nhiều ý tưởng của các bạn mà chống đối tôi thấy rất là buồn cười. Mà nhiều cái diễn đàn tôi xin lên để tôi xin vài vài phút thôi, mỗi diễn đàn tôi xin vài phút mà yêu cầu là dẫn chứng cho tôi thấy, nhưng mà thường nhiều diễn đàn họ không cho tôi lên, mà họ lại 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 cho tôi nói xin lỗi đây có lợi mình nha. Đã đảo lợi mình một, nhiều khi rồi cũng đảo đảo lợi mình hai á. Nói vậy cho nó vui. Ok thôi, tâm sự vài lời cho A Quyên Nguyễn hiểu được cái cuộc sống của mình trước 75 và sau 75, để nhìn về quê hương với cái tình cảm là thương yêu và có cái hướng xây dựng tích cực hơn. Đừng nghe là mấy ông bà cố, ông bà trời, ông bà trợn ở đây mà ông nói chuyện ba láp. Cho nên là mình nó phải cũng như là ở đây tôi nhiều tay là nói chuyện, tôi nói chứ mấy ông nói chuyện tôi biết mở, tôi mở ra RFA như BBC, mấy ông dựa trên cái đó mấy ông nói. Mà tại sao mấy ông lại một trình độ sinh viên trước 75 mà mấy ông nói chuyện tôi kiểu này, tôi mấy ông nói chuyện kỳ quái gì? Mấy ông phải có cái đầu, thằng đó nói một điều thằng kia nói một nẻ thì anh phải tìm một lối khác để anh tìm, để anh so sánh có thằng nào nói thật chứ. Anh nghe thằng kia nói
Vừa rồi là mới đi ăn trộm nhà kia được 50.000 mày. Không lẽ anh tin à? Em thấy xem ở cái chỗ gốc đó cảnh sát nó đăng bài báo lên có phải vậy không? Ok vậy thôi, vậy mời để mời Lệ Minh chứ dành hết Lệ Minh, Lệ Minh một cự Lệ Minh hai à. Ok tao cảm ơn tất cả các anh chị em trên diễn đàn nghe có cái sự Dạ tâm rồi. sự của mình. Theo. Dạ. Chúc Xin mọi cáo người lỗi. một đêm Em ngon. ớt quá. Dạ rồi, cảm ơn anh. Tại vì giờ một cũng 1:30 rồi. 1:30 đêm rồi. Chắc em xin ốt em. Cái hẹn lại các Vậy anh thôi chị xin lỗi Lệ Minh diễn một đàn nha, Lệ Minh một đỉnh rầy Lệ Minh hai nha. Thương lắm á. Ok bye Dạ bye rồi, mọi cảm người, chúc mọi người một ơn. đêm an lành. Dạ. Các anh Dạ chị chào ở anh. nước ngoài thì một ba ngày là tốt lành. Dạ rồi, dạ cảm ơn anh. Ok bye Dạ bye. rồi, em xin chào các anh chị nha. Em hẹn lại diễn đàn sau đi, giờ 1:30 rồi. Dạ bye bye các anh chị nha. Chúc các anh chị ở Việt Nam thì ngủ ngon, còn các anh chị hải ngoại ngày mới vui vẻ.